Phú Trần Channel gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị các bạn nha. Chào mừng quý vị các bạn đến với video mới của Đức Trần Channel. Quý vị các bạn thân mến, với video này thì Đức Trần Channel muốn chia sẻ với ta về những đặc sản của vùng đất Cao Bằng. Nhưng ta biết rằng là Cao Bằng là một trong 9 tỉnh của khu vực Đông Bắc. Và khu vực Đông Bắc thì đó là những cái vùng đất mà có thể nói rằng là hội tụ được những cái nền văn hóa rất là phong phú và đa dạng. Bên cạnh đó thì cái nguồn ẩm thực của khu vực Đông Bắc này cũng rất là đặc sắc. Khu vực Đông Bắc thì gồm có 6 tỉnh nằm trong khu Việt Bắc trước đây, tức là Hà, Tuyên, Thái, Cao Bắc, Lạng. Bên cạnh đó có 3 tỉnh nữa, đó là Quảng Ninh, Phú Thọ và Bắc Giang. Cho nên là có 9 tỉnh. Và các đặc sản của khu vực này thì như chúng ta biết rằng là thứ nhất là vịt quay nè. Vịt quay của Lạng Sơn, quay của Cao Bằng rất là nổi tiếng, hay là lợn quay, tức là heo quay đó. Ở đây họ quay một cách nó rất là còn ướt á, nó không có khô, không có ráo, cho nên là ăn rất là ngon. Ngoài cái đặc sản về vịt quay, lợn quay thì ở vùng đất này còn có một loại rau, đó là rau bò khai. Rau bò khai, cái đọt của rau bò khai ăn giống như là su su, nhưng mà nó rất là giòn ngon, nó đặc biệt hơn. Rau bò khai hay là xôi trứng kiến. Xôi trứng kiến, ngoài cái xôi trứng kiến ra thì ở đây có xôi trám, xôi quả trám đó, trám đen, ăn vừa tốt cho sức khỏe và vừa ngon, lạ đặc biệt. Có rượu men lá vân vân. Và đặc biệt là ở trên màn hình, như quý vị các bạn đang thấy đây, Đức Phú Trần Channel muốn chia sẻ với chúng ta về cái đặc sản này. Cái đặc sản này đây là, ở đây người ta gọi là thạch ha, hay là thạch. Ở miền Nam có thể là gọi là xương sa, xương sáo hay gì đấy. Nhưng mà ở miền Bắc, ở vùng đất Cao Bằng này thì người ta gọi là thạch. Cái thạch này như quý vị các bạn đang thấy đây, Đức Phú Trần Channel đang ấy đây. Thì nó rất là dẻo, rất là dai và ngon. Ở đây gọi là thạch đen ha. Thạch đen nó rất là dẻo, rất là dẻo, mịn mềm, dẻo dai. Và đặc sản ở đây, thường là tráng miệng là chúng ta ăn với cái thạch này, hay là buổi sáng đó, trong cái buffet buổi sáng thì cũng có cái thạch này. Cho nên là ở đây ngoài vịt quay, lợn quay, xôi trứng kiến, xôi quả trám ha, rồi rau bò khai, rượu men lá, thì chúng ta có thưởng thức cái thạch này nha. Chúng ta ăn nó rất là đặc biệt, nó dẻo, nó dai. Nó hoàn toàn so giống với xương sáo, xương sáo của miền Nam Nam, nhưng mà nó ngon hơn, nó dẻo, nó dai hơn. Đây chúng ta nhìn thấy nó vai dai, nó mịn hơn, dai nó mịn hơn, giống như là nó cái vị của nó là xương sáo của miền Nam. Có dịp mời quý vị các bạn sẽ thưởng thức cái thạch đen này nha, rất là ngon. Rồi, xin được cảm ơn toàn thể quý vị các bạn nha. Chúng ta sẽ đến với những cái đặc sản khác nhé. Đây đặc sản đây, rau bò khai đây, bò khai ha, đặc sản của Đông Bắc, xào với thịt bò ha, cái tỏi rất là hấp dẫn. Đây có rau bò khai đây. Đổ vô đó luôn đi. Anh canh. Không? Nước. Đấy, chiều nay là có nộm nè. Đây nộm tai heo nè. Tai lợn đây.
thôi còn nữa không chưa hết. Tai này là heo đỏ phải không? Chứ không phải xanh đâu. Không có tai xanh nha. Khô nhục à? Đây, khô nhục. Đây, 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 đây. À, không nhục nữa. Khô nhục khô nhục. Khô khô khô. Khô nhục. Khô nhục á. Dạ. Không nhục. Dạ. Đây là đây là đây là đây là đây là thịt heo hầm á, không nhục đây. Nước hay gì đó. Nước nước. Thịt sáng nhỏ nè. Cơm sẵn Đông Bắc. Và cái này đây đây là thịt heo, thịt đây thịt thịt đen đây. Thịt heo mà hầm thì thịt sáng nữa, thịt sáng Đông Bắc nữa. Chứ mày cắt quét hả? Dạ không. Cái này là heo tươi mà. Rồi. Rồi, đặc sản tiếp theo ha, đó là măng măng xào, mà hôm nay là măng chua nha, rất đặc biệt. À, chúng ta lên đây có măng xào nè, có rau bò khai nè, có xôi trứng kiến nè, à, có thịt. À, thạch đen nè, để tráng miệng nè ha, rồi có khâu nhục nè ha. Quá hấp dẫn. Cua luôn nha, canh cua cà luôn nha, đặc sản nha. Sản nha, đặc sản cá suối chiên giòn nha. Đó, đặc sản. Mâm của em ơi. Đặc sản nha, chờ tí, ha. Rồi, ok. Rồi, ok, em xin nha. Món luôn. Quá hấp dẫn, cá suối chiên giòn. Cắn nước nếp lẩu mới. Còn cá suối trứng kiến nữa. Còn xôi trứng kiến nữa nha. Rồi ok. Đặc sản nổi tiếng nhất của vùng Đông Bắc này đó là xôi trứng kiến. Ha, chúng ta từng ăn ví dụ như là xôi quả trám nè, trám đen vân vân, thì ngoài ra thì ở khu vực Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn vân vân có xôi trứng kiến, đặc biệt là Cao Bằng thì kiến này là một cái loại kiến kiến đen, và người ta lấy cái tổ ở trên trên cây chúng ta thấy có những con nhộng đây, cái trứng của nó, sau đó người ta làm xôi ha, trộn với này thịt bằm hả? Vâng ạ. À, rồi đây cho nên là ra cái món xôi trứng kiến ha, rất hấp dẫn. Đó, vô tận bếp quay luôn. Đó, chị này chỉ đang ra đồ ăn luôn, rất hấp dẫn. Cái này ăn tội nghiệp quá ha, nó chưa có nở thành con đã ăn nó rồi. Mô Phật. Tội lỗi, Vô số tội. Rồi mời quý vị các bạn có dịp lên Cao Bằng thưởng thức xôi trứng kiến nha. Ngoài cái xôi này là các bạn đang trộn rồi ha. Và bên cạnh đó thì khi mà ra đồ ăn thì các bạn còn bỏ vô cái hành phi nữa, nhìn rất là hấp dẫn. Bây giờ chúng ta sẽ thấy được một đặc sản nữa là lợn quay của khu vực Cao Bằng nha. Đây là bữa ăn nội bộ của khu vực miền Bắc. Thật ra thì đi ở khu vực Bắc thì ăn nội bộ rất là thoải mái, vô tư, khác với khu vực miền Nam và miền Trung ha. Đó, bữa ăn nội bộ của miền Bắc rất là đầy đủ, thoải mái. Có cá suối chiên giòn nè, có rau bò khai, xào thịt bò, có măng xào, có nem rán, có bia khoai, có bia ken, có bia ken nữa, có tai lợn nộm nè, cải ngồng nè, có rau cua nè, canh cua cà nè, rất hấp dẫn. Rồi, mời cả nhà dùng cơm nha. Cơm chiều. Đó,
bộ có thêm đĩa trứng kiến nè, đó, xôi trứng kiến tuyệt vời. Rồi mời cả nhà nha.